Anh em nhé, mới nhập hàng nhá. Hôm nay là thứ hai đầu tuần nhá. Đây mới nhập hàng, tôi về vừa về tôi cắt xong rồi. Tôi định nhập là 300 vỉ nhưng mà hôm nay đi hết hàng thì chỉ nhập được 215 vỉ thôi, nghĩa là 215 bộ. Dù này anh em này. Dù loại cước nhá, trọng lượng 2, à quên, 23 kg nhá. Dù loại cước 23 kg. Đây dù màu bạc phớt hồng này, nó gần như kiểu là trắng nhưng mà nó vẫn vẫn hồng này. Đây. Gần như là màu bạc này, dù hơi khác mọi khi một chút, trọng lượng nặng hơn mọi khi là 18,5 kg, bây giờ là 23 kg. Lưỡi nhập này vừa cắt ra xong, đây hộp lưỡi vẫn còn đây. Lò xo này ở đây đấy, quên móc khóa. Đây, anh em xem móc khóa này. Móc khóa nhá. Móc khóa số 4 này. To vật vã luôn. Toàn đồ xịn thôi, không có đồ vớ bẩn nhá anh em nhá. Đây là dù loại cước chuẩn 100%. Hôm nay là thứ hai đầu tuần thì vào ngày hôm nay tôi sẽ cố buộc, thì ngày mai thứ ba thì bắt đầu sẽ có hàng, tôi sẽ alo sáng thứ ba tôi sẽ alo cho anh em. Đây. Dù tất tần tật này tôi vừa cắt ra xong này. 2, 4, 5, 6, 7, còn mấy quận nữa ở bên đây. Đấy, thế là có hàng nhá. Anh em nào là lấy lăng xê thì cứ để lại số điện thoại cho tôi là được rồi. Anh em đừng bảo tôi để lại số điện thoại vì trên đấy nó khá thì nó phức tạp. Rất nhiều anh em gọi điện hỏi lung tung nên là... Ok. Thế là có tất cả là 215 bộ thì tôi sẽ cố gắng buộc 200 bộ. Và tôi bớt lại khoảng 15 bộ, bớt lại khoảng tầm 15 bộ lẻ thì các anh em nào mà đợt trước mà lấy mà vấn đề gì đấy thì tôi sẽ gửi lưỡi để anh em buộc thay thế vào những cái lưỡi cũ ấy. Ok anh em. Đấy, vỉ lưỡi tôi vừa nhập về xong, vừa cắt xong được 215 vỉ tất tần tật cả quán. Bới móc các kiểu cũng là điều được 215 vỉ thôi. 215 vỉ đồng nghĩa với 215 bộ lăng xê. Ok anh em nhá. Hôm nay là thứ hai, mai thứ ba. Ok, mai sáng mai thì tôi sẽ alo cho anh em. Nay là sáng thứ hai, bây giờ mới khoảng tầm 9 giờ sáng thôi. Thì tôi buộc thì xong là ngày mai thì sẽ có lác đác một số bộ, chắc là khoảng tầm được trên dưới chục bộ rồi đấy. Anh em thì cứ để lại số điện thoại đi. Anh em nào cũ mà đặt hàng tôi hôm trước tôi báo hết ý, thì anh mà tôi quên anh em alo giúp tôi. Ok anh Anh em. em này, tôi vừa trộn cả mồi nữa này. Đây này. Cái mồi khi tôi đóng vào túi hàng đây là cái mồi thừa. Nó rơi vào không đến 1 cân. Thì tôi sẽ đóng vào cái túi, các cái túi nhỏ này tôi chia cho anh em kèm theo ở mồi lăng xê mà tôi tặng theo ấy. Anh em đừng nghĩ là cái này là cái khác. Một số anh em bảo là chứ lúc ấy thì đưa cho một kiểu, xong rồi lúc gửi đi cho một kiểu, không bao giờ có kiểu kiểu đấy đâu nha. Tôi không bao giờ làm ăn vớ va vẩn, anh em hiểu không? Đây là cái thừa tôi mới cho vào đây và thừa nữa thì tôi sẽ cho vào cái hộp của tôi câu này. Ok anh em. Đây mấy anh em nào mà câu thử mà lên cá rồi thì cứ alo cho tôi. Ok anh em, tôi sẽ chuyển cho. Đây giờ tôi Đấy anh đóng em. vào này. Đóng vào được tận này à. À. À, đây tôi biết để đóng đóng đấy được tận đấy túi đấy để chuyển cho anh em theo cái lăng xe ấy. Cái đấy nó mồi tặng. Ok anh em.